nhà đấu tranh thuộc bộ lạc thiểu số Mapuche thiêu cháy nhiều xe cộ tại miền trung của Chile. Những nhà đấu tranh thuộc bộ lạc thiểu số Mapuche đã bị tình nghi là thủ phạm gây ra đám cháy kinh hoàng tại một công ty sản xuất sỏi cát ở miền trung Chile vào thứ Hai ngày 16 tháng 4. Đám cháy đã thiêu rụi ít nhất 16 chiếc xe tải và những máy móc hạng nặng ở nơi này, nhưng may mắn đã không có bất kỳ một ai bị thương vong. Dựa vào thông tin ghi nhận từ sở cảnh sát thì ít nhất 10 nghi phạm đã đội nón được nhìn thấy châm lửa thiêu cháy những chiếc xe đang đậu trong nhà máy tại quận Arosania. Ngoài ra thì giới chức trách còn tìm thấy một mảnh giấy với nội dung đề cập tới lãnh đạo bộ lạc Mapuche đang bị cầm tù. Những bằng chứng thu thập được cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích theo đường lối khủng bố cực đoan. Trong suốt nhiều năm qua, thì lực lượng vũ trang thuộc bộ lạc Mapuche ở Chile đã không ngừng yêu cầu chính quyền trả lại các vùng đất do tổ tiên họ để lại và đồng thời trả tự do cho những nhà đấu tranh đang bị cầm tù.